Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới 7 ngày phát sóng trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ cùng theo dõi lại những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua. Thứ Hai ngày 11 tháng 2, Đức cha Federico Lombardi, người phát ngôn của Giáo hoàng Benedict XVI đã nói với CNN rằng Giáo hoàng công bố quyết định từ chức trước các giáo chủ Hồng Y. Giáo hoàng là người đứng đầu Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới nằm gọn trong thành phố Rome, Italia, và cũng là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo Rome. Theo giáo luật Công giáo Rome, Giáo hoàng là người có quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp trọn vẹn trong lãnh thổ Vatican. Chức vụ Giáo hoàng là một chức vụ trọn đời, nghĩa là thời kỳ lãnh đạo của một giáo hoàng chỉ kết thúc khi giáo hoàng đương nhiệm qua đời. Benedict XVI, vị giáo hoàng thứ 265, được bầu trong mật nghị Hồng Y vào tháng 4 năm 2005. Ông là người Đức đầu tiên đảm nhận chức giáo hoàng từ thế kỷ 11. Tổng cộng 6 người Đức nắm chức vụ này trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rome. Trong triều đại của Giáo hoàng Benedict XVI, ảnh hưởng của tòa thánh giảm ở châu Âu nhưng tăng ở châu Phi và ở châu Mỹ Latin. Gregory XII là vị giáo hoàng cuối cùng thoái vị trước khi qua đời. Ông từ chức vào năm 1415 để chấm dứt một cuộc xung đột trong Vatican. Trong cuộc xung đột đó, một người khác cũng tự xưng là giáo hoàng. Như vậy, Benedict XVI là giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong gần 600 năm trở lại đây. Thứ Hai ngày 11 tháng 2, một vụ giẫm đạp xảy ra ở ga tàu hỏa tại miền Bắc Ấn Độ đã khiến 36 người chết và hàng chục người khác bị thương. Thảm họa diễn ra khi các tín đồ Hindu đổ về ga tàu điện lớn nhất tại thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh để tham dự lễ hội Kumbh Mela, một sự kiện kéo dài 2 tháng. Cảnh sát tìm thấy 36 thi thể và 30 người khác bị thương sau vụ giẫm đạp. Theo hãng tin AP thì có 27 người chết là phụ nữ. Trong lễ hội Kumbh Mela, các tín đồ Hindu đã đổ về thành phố Allahabad, nơi sông Hằng và sông Yamuna gặp một dòng sông thứ ba để gột rửa mọi tội lỗi bằng nước sông Hằng. Theo ước tính của nhà chức trách, số người tham gia lễ hội năm nay có thể lên tới 100 triệu người. Riêng trong ngày 10 tháng 2, khoảng 30 triệu người đã tới thành phố Allahabad để rửa sạch tội lỗi. Giới chức địa phương cung cấp thông tin trái ngược nhau về diễn biến của thảm họa. Một quan chức ngành đường sắt kể rằng cảnh sát đã dùng dùi cui để kiểm soát đám đông khiến hành khách hoảng loạn. Nhưng một quan chức bang nói rằng tay vịn trên cầu dành cho người đi bộ ở nhà ga sập nên nhiều người trượt xuống cầu thang và họ giẫm đạp lên nhau. Giẫm đạp là hiện tượng khá phổ biến trong những lễ hội tôn giáo lớn ở Ấn Độ. Vào năm 2008, do hoảng loạn, một đám đông giẫm đạp lên nhau khiến nhiều người rơi xuống một vực. Gần đền Naya Devi trên dãy núi Himalaya, 145 người thiệt mạng bởi sự kiện này. Thứ Ba ngày 12 tháng 2, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã tuyên bố vụ thử hạt nhân lần thứ 3 thành công tại một địa điểm ngầm trong lòng đất ở phía bắc đất nước. Bình Nhưỡng thông báo rằng cuộc thử hạt nhân lần này là mạnh nhất từ trước đến nay và là một bước đột phá, sử dụng một bom hạt nhân thu nhỏ và nhẹ hơn và là hành động phản kháng đối với các thế lực lớn trên thế giới. Theo thông báo của Triều Tiên, việc sử dụng thiết bị thu nhỏ nói trên là một bước tiến đến gần hơn với việc lắp đặt được một đầu đạn và một tên lửa đạn đạo. Triều Tiên được cho là có đủ plutonium để sản xuất từ 4 đến 8 đầu đạn. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA khẳng định việc thử hạt nhân chỉ 3 giờ sau khi các thiết bị thăm dò địa chấn phát hiện một rung chấn bất thường vào lúc 2 giờ 57 phút giờ GMT, tức 9 giờ 57 phút giờ Hà Nội, tại một địa điểm gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, gần biên giới Trung Quốc. Cơ quan giám sát địa chấn của Nhật cho biết cường độ rung chấn từ 4,8 đến 5,2 độ Richter. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính quả bom được thử lần này mạnh từ 6 đến 7 kiloton. Thời điểm của việc thử hạt nhân này được cho là có tính toán. Nó diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Obama đọc thông điệp liên bang, một phát biểu quan trọng bậc nhất trong năm của Tổng thống Mỹ và được truyền trực tiếp trên cả nước. Vụ thử hạt nhân cũng chỉ cách kỷ niệm sinh nhật của ông Kim Jong-un, cha quá cố của lãnh đạo Kim Jong-un vài ngày. Ông Kim Jong-un là người kiên quyết với chủ trương Triều Tiên cần có tham vọng hạt nhân. Năm nay cũng là thời gian kỷ niệm 60 năm kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Nhật Bản nhanh chóng có tuyên bố lên án việc Triều Tiên thử hạt nhân và cho rằng việc này sẽ đẩy lùi mọi nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc cũng ngay lập tức lên án vụ thử hạt nhân.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu rằng việc Triều Tiên thử hạt nhân là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Triều Tiên từng thử hạt nhân vào các năm 2006 và 2009, mỗi lần đều gây sự phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế và dẫn đến các lệnh trừng phạt ngày một chặt hơn của Liên Hợp Quốc. Chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã kéo dài nhiều năm qua, với các giai đoạn đàm phán rồi lại tẩy chay, thử vũ khí. Năm ngoái, Triều Tiên đã hai lần phóng tên lửa tầm xa với mục tiêu mà Bình Nhưỡng nói là đưa vệ tinh lên vũ trụ vì mục đích hòa bình. Nhưng một số nước cho là để thử tên lửa đạn đạo. Lần phóng thứ hai thành công hôm 12 tháng 2 dẫn đến những lời lên án và lệnh trừng phạt bổ sung của Liên Hợp Quốc. Thứ Tư ngày 13 tháng 2, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu tướng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Hagel làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của nước này với 14 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Theo hãng tin AFP, đây là một bước tiến quan trọng trong quy trình bổ nhiệm ông Hagel, làm người thay thế Leon Panetta, có thể đưa ông lên nắm chức vụ sớm nhất là trong tuần này. Những quan điểm về Iran, Israel và cuộc chiến ở Iraq của ông Hagel khiến những người bảo thủ trong Đảng Cộng hòa lo ngại. Trong phiên điều trần căng thẳng kéo dài 2 giờ đồng hồ, các nhà lập pháp đã tranh cãi về năng lực của ông Hagel, về phản ứng lảng tránh của ông với câu hỏi của các thượng nghị sĩ và thậm chí cả về lòng yêu nước của Hagel. Nếu được toàn bộ Thượng viện phê chuẩn, ông Hagel sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại các điểm nóng ở Trung Đông, cuộc chiến ngân sách tại Mỹ và sau khi Triều Tiên vừa thử hạt nhân. Ông Hagel hôm 31 tháng 1 đã có một phiên điều trần kéo dài khi những người Cộng hòa gây áp lực cho ông về những tuyên bố trong quá khứ, các lá phiếu của ông đối với vấn đề Israel, Iran và tham vọng hạt nhân của nước này. Thứ Năm ngày 14 tháng 2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết đã không đạt được thỏa thuận với Iran trong vòng đàm phán mới nhất về việc thanh sát chương trình hạt nhân của Tehran. Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nakkaert cùng phái đoàn của mình đã trở về Viên, Áo, sau cuộc đàm phán với phía Iran ngày 13 tháng 2 tại thủ đô Tehran. Trả lời báo giới, quan chức này nói rằng IAEA cam kết sẽ tiếp tục đàm phán nhưng cần thêm thời gian, đồng thời hai bên vẫn chưa thống nhất về thời điểm tổ chức cuộc gặp tiếp theo. Trong khi đó, đại diện thường trực của Iran tại IAEA, ông Ali Asghar Sotani cho biết, tại cuộc gặp tới, hai bên sẽ thảo luận về những đề xuất mới. Hãng thông tấn bán chính thức của Iran, FA, dẫn lời ông Sotani nói rằng, tại cuộc gặp ngày 13 tháng 2 vừa qua, một số bất đồng đã được dàn xếp và hai bên cũng đã đạt được sự nhất trí về một số điểm trong cách thức giải quyết những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông Sotani không cho biết thêm chi tiết. Cùng ngày 13 tháng 2, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng đối thoại là cách tốt hơn cả để giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran. Phát biểu tại một cuộc họp nội các, ông Ahmadinejad nhấn mạnh không thể có khả năng Iran từ bỏ con đường hạt nhân của mình và các quyền phát triển hạt nhân hòa bình này cần được tôn trọng. Trước đó, trong hai cuộc họp hồi tháng 12 năm 2012 và tháng 1 vừa qua, IAEA và Iran đã không đạt được thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân gây tranh cãi này. Sắp tới, Iran sẽ có cuộc đàm phán với nhóm P5+1, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức, nhằm tìm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt căng thẳng liên quan đến tham vọng hạt nhân của Tehran. Trong một động thái khác, kênh Press TV ngày 14 tháng 2 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út sau Al-Faisal cho rằng Tehran có kế hoạch chế tạo một quả bom hạt nhân. Theo người phát ngôn này, phát biểu đó là vô căn cứ. Thứ Sáu ngày 15 tháng 2, vào hồi 11 giờ theo giờ địa phương, tức là 5 giờ theo giờ GMT, tại Uran, miền trung nước Nga đã diễn ra một trận mưa sao băng gây hoảng loạn khi các mảng thiên thạch nổ trong không trung, thổi bay cửa kính và khiến một số người bị thương. Nhiều nhân chứng tại các thành phố Chechabin và Tuuben đã thông báo về một vụ nổ trên bầu trời mà họ nhìn thấy. Ở Chechabin, vụ nổ làm vỡ kính cửa sổ một loạt các ngôi nhà. Theo thông tin của Interfax, trong thành phố, người ta tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các tòa nhà, hệ thống liên lạc bị cắt đứt. Nhiều người dân nhìn thấy những mảnh vỡ đang rơi xuống từ trên trời.
Theo một nguồn tin từ các cơ quan hành pháp của khu vực liên bang Uran cung cấp cho hãng thông tấn Intatas, trên không trung bừng lên tia chớp và sau đó là một tiếng nổ lớn. Theo các quan chức Nga, số người bị thương do mưa thiên thạch ở miền trung nước Nga đã lên tới gần 1.000 người, và đây có thể được coi là vụ thiên thạch rơi xuống trái đất gây thiệt hại nhiều nhất thời hiện đại. Theo hãng tin RIA Novosti, thống đốc vùng Chelyabinsk Mikhail Yurevich cho biết, số người bị thương tính tới thời điểm này là 950 người. 2/3 số đó là do kính vỡ hoặc bị những đồ vật khác rơi vào người, do sức ép từ những vụ nổ thiên thạch. Ước tính có khoảng 300 căn hộ đã bị vỡ kính, trong đó có cả trường học, bệnh viện và thậm chí là sân hockey. Các chuyên gia ước tính, lượng thiên thạch rơi xuống có thể nặng tới hàng chục tấn như thế này là cực hiếm và không thể dự đoán được khu vực thiên thạch rơi cũng như bốc cháy. Phát biểu về cơn mưa sao băng tại vùng Uran, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng mưa sao băng có thể trở thành biểu tượng của diễn đàn kinh tế Krasnoyarsk. Theo ông Medvedev, sự cố này là bằng chứng cho thấy không chỉ nền kinh tế mà cả hành tinh của chúng ta đều dễ bị tổn thương. Thứ Bảy ngày 16 tháng 2, thiên thạch 2012 DA14 đã bay qua điểm gần nhất so với trái đất và dần bay xa ra khỏi trái đất với vận tốc 8 km/s. Khoảng cách gần nhất giữa 2012 DA14 và trái đất là khoảng 27.700 km. Với khoảng cách này, nó sẽ gần trái đất hơn cả những vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh. Trong phần lớn sự kiện thiên văn, các nhà khoa học phải chờ đợi một cách thụ động để nhận tín hiệu từ vật thể trong vũ trụ. Nhưng với 2012 DA14, các nhà thiên văn của NASA sẽ chủ động phát tín hiệu về phía thiên thạch để thu thập dữ liệu về nó. Khi thiên thạch tới gần trái đất, tín hiệu sẽ chạm bề mặt của nó sau 1,2 giây rồi quay về đĩa radar. Ở cự ly ngắn nhất giữa thiên thạch và trái đất, chừng 27.700 km, tín hiệu radar chỉ cần 1 phần 10 giây để tới bề mặt của nó. Dữ liệu do radar cung cấp có thể đạt tới độ chính xác rất cao, cho phép các nhà khoa học tính toán kích cỡ của 2012 DA14 với sai số nhỏ hơn nhiều so với dữ liệu từ kính thiên văn. Nhờ đó, họ có thể tính toán quỹ đạo của thiên thạch một cách chính xác hơn. 2012 DA14 được phát hiện vào ngày 22 tháng 2 năm 2012, ở vị trí cách trái đất 2,6 triệu km bởi đài quan sát La Sagra đặt tại vùng núi Andalusia, phía nam Tây Ban Nha. Do quỹ đạo hình elip quanh mặt trời hơi nghiêng, tương ứng với trục nghiêng của trái đất, nên thiên thạch 2012 DA14 sẽ bay ngang hành tinh của chúng ta hai lần mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc đã chọn năm 2013 làm năm hợp tác về nguồn nước nhằm nhấn mạnh vai trò trong việc hợp tác để bảo vệ nguồn tài nguyên này trên thế giới. Giống như nhiều nguồn tài nguyên khác thì hiện nay tài nguyên nước đang dần cạn kiệt bởi nhiều yếu tố như ô nhiễm hay biến đổi khí hậu. Thế giới 7 ngày ngày hôm nay xin được dành thời lượng để nói về câu chuyện này với vị khách mời là Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước khi đến với phần trao đổi, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Trên cơ sở các kết quả đo đạc và dự báo, các nhà khí tượng thế giới đã cảnh báo về việc nhân loại sẽ phải đối mặt với nguy cơ khan hiếm nước do các dòng sông lớn trên thế giới đang cạn dần với tốc độ đáng lo ngại. Qua nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với trái đất và loài người, các nhà khí tượng thế giới dự báo vào cuối thế kỷ này, sông Danube chảy qua các nước Áo, Hungary, Serbia, Bulgaria và Romania đổ ra Biển Đen sẽ bị mất 20% lượng nước. Sông Euphrates ở Iraq sẽ bị mất tới 40% lượng nước. Các sông lớn như sông Nile ở châu Phi, sông Hằng ở Ấn Độ, sông Hoàng Hà ở Trung Quốc và nhiều sông lớn khác trên thế giới cũng sẽ bị mất từ 10 đến 15% lượng nước. Theo các chuyên gia nghiên cứu, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính làm giảm lượng nước của các sông lớn, vốn là nguồn phù sa bồi đắp cho các đồng bằng phì nhiêu và là nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ nhu cầu của con người. Các nhà khí tượng học cảnh báo, thực trạng này có thể dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới về nước trong tương lai. Bên cạnh việc nguồn nước ngọt tự nhiên có xu hướng giảm, thì những tác động của con người cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là tác nhân khiến nguồn nước ngọt trở nên khan hiếm. Sử dụng nguồn nước thiếu hợp lý và gây ô nhiễm là hai vấn nạn lớn nhất. Tại các diễn đàn nước ở Stockholm, đại diện nhiều nước châu Phi báo động về thảm cảnh khan hiếm nước tại lục địa này. Nguồn nước ở đây vừa thiếu, lại rất thừa.
và bị ô nhiễm nặng nề do rác thải và sử dụng các chất hóa học vô tội vạ. Tổ chức FAO cảnh báo trong 15 năm tới sẽ có gần 2 tỷ người phải sống trong tình trạng thiếu nước. FAO đã kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng an toàn nguồn nước thải của các đô thị cho nông nghiệp. Nghiên cứu của FAO cho biết đã có 50 nước trên thế giới sử dụng nước thải qua xử lý để phục vụ sản xuất nông nghiệp vì nó vừa giải quyết được nạn ô nhiễm ở các đô thị, vừa giúp nông dân tránh được chi phí khai thác nước ngầm. Còn nguồn chất hữu cơ có trong nước thải có thể giúp giảm chi phí về phân bón, điển hình là ở Tây Ban Nha và Mexico. Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo về vấn đề này với nhan đề giữ gìn nước cho tất cả mọi người, trong đó kêu gọi cộng đồng thế giới quản lý tốt hơn các nguồn nước trước nguy cơ khan hiếm nước trên toàn cầu. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh, các nguồn nước phục vụ sinh hoạt của con người và sản xuất nông nghiệp đang bị giảm nghiêm trọng. Hiện có 1/6 số dân thế giới không được tiếp cận nguồn nước sạch và 30% không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh cơ bản. Vì vậy, các nước cần thông tin và được thông tin tốt hơn về các nguồn nước quốc gia và quốc tế để quản lý các nguồn nước tốt hơn trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Nếu tình hình này không thay đổi, hơn 1 tỷ người trên thế giới sẽ lỡ cơ hội được hưởng các lợi ích của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Vâng, thưa ông, chúng ta đã vừa theo dõi một phóng sự nói về nguồn tài nguyên nước trên thế giới. Vậy ông có thể cho biết là nguồn tài nguyên này hiện đang có thực trạng ra sao? Như chúng ta biết là 97% cái nguồn nước ở trên thế giới là nước mặn, chỉ có 3% là nước ngọt thôi. Tuy nhiên là 2/3 của cái dạng nước ngọt này thì lại đang ở cái dạng gọi là dạng băng và cả tồn tại các cực, còn phần còn lại rất nhỏ là nguồn nước có thể sử dụng được thì lại nước ngầm và chỉ còn một phần rất nhỏ cho cái lượng nước ngọt mà chúng ta đang dùng hiện nay. Do đó chúng ta có thể thấy rằng nguồn nước ngọt là một cái nguồn tài nguyên, là một nguồn tài nguyên tái tạo, nó do mưa hình thành và các cái dạng nước khác. Tuy nhiên nó không phải là một cái dạng tài nguyên vô hạn và nó rất dễ bị tổn thương. Do đó mà vấn đề hiện nay chúng ta thấy rằng là cung cấp nước sạch trên thế giới đang theo thời gian nó đang bị giảm dần vì cái nguồn nhu cầu cung đã vượt ra rất nhiều nhu cầu ở nhiều nước trên thế giới. Nguồn nước đã trở thành một cái nguyên liệu, một cái tài nguyên chiến lược rất khan hiếm trên toàn cầu. Và hiện nay có đến 3% dân số trên thế giới sống ở trong các cái khu vực hiếm nước. Theo Liên Hợp Quốc thì với số dân hiện nay là 7 triệu và 7 tỷ người và đến dự kiến sẽ tăng lên khoảng 9 tỷ vào năm 2050. Như vậy nhu cầu lương thực sẽ tăng thêm khoảng 70% và kéo theo nhu cầu nước để sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp là cái khu vực mà sử dụng nước rất lớn và tăng thêm ít nhất là 19%. Như thế là lượng nước tăng lên rất lớn. Trong cái bối cảnh này thì việc cải thiện nguồn nước, tăng cường tiếp cận với nguồn nước an toàn và những điều kiện vệ sinh tối thiểu con người để cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho hàng tỷ người thì là một có cái ý nghĩa vô cùng lớn lao. Do cái con người, do cái dân số tăng rất nhanh và do điều kiện kinh tế phát triển cũng rất mạnh ở trên rất nhiều khu vực trên thế giới, và do đó mà vấn đề khai thác nguồn nước ở rất nhiều nơi đã trở nên cạn kiệt, đã quá mức, và đồng thời với lại cái vấn đề quản lý tài nguyên nước nó không hợp lý thì nó đang làm cho cái nguồn nước nó bị cạn kiệt và suy thoái và cạn kiệt. Những vấn đề hiện nay chúng ta thấy rằng là trên thế giới có đến hơn 1,2 tỷ người không tiếp cận được với nguồn nước sạch, 2,4 tỷ người sống ở các quốc gia đang ở trong cái tình trạng gọi là khủng hoảng về nguồn nước. Trong tương lai gần, những cái vùng thí dụ như chúng ta, một cái quốc gia rất gần chúng ta đó là Đông Bắc Trung Quốc sẽ trở thành một cái vùng khô hạn trên thế giới, theo rất nhiều tài liệu đã nêu như thế. Điều này cũng gây ảnh hưởng tới rất nhiều hàng triệu người, và thậm chí là ở một số thủ đô ở nước châu Phi là còn xảy ra tình trạng là không còn nước. Hàng năm trên thế giới có rất nhiều hội nghị quốc tế về nước, đặc biệt là cứ 3 năm một lần, thế giới tổ chức một cái gọi là tuần lễ nước thế giới. Đây là một tuần lễ nước, là một cái hội nghị quốc tế cực lớn về nước, và nó không to, cái quy mô của nó không kém gì các cái COP, tức là những cái hội nghị biến đổi khí hậu. Tại châu Á chẳng hạn là nông nghiệp hiện nay chúng ta là một trong cái vùng mà tiêu thụ nước rất lớn, 80% lượng nước của khu vực dùng cho nông nghiệp, và nếu không đủ nguồn nước cho nông nghiệp thì châu Á sẽ đối mặt với tình trạng gì chúng ta thấy, tức là vấn đề an ninh lương thực, và từ an ninh lương thực thì nó dẫn đến vấn đề bất ổn xã hội. Do đó mà đối với Việt Nam thì cũng xin nhắc lại rằng rất nhiều người nói rằng chúng ta có tài nguyên phong phú, nước phong phú, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Việt Nam là một nước mà không phải khan hiếm hiện nay,
nhưng trong tương lai sẽ là một nước khan hiếm về nguồn nước nếu chúng ta không quản lý tốt cái nguồn tài nguyên vô cùng quý giá này. Ông cũng đã nêu ra rằng là cùng với việc tăng lượng người 7 tỷ người dân trên thế giới thì đồng nghĩa với đó là gia tăng những cái áp lực về nguồn nước liên quan đến vấn đề sản xuất lương thực. Và tôi cũng xin bổ sung thêm đó là theo các nhà khoa học tính toán thì không chỉ tăng thêm dân số mà nhu cầu lương thực của loài người cũng đã tăng lên theo phía chất lượng. Ví dụ như tăng lượng thịt trong ấy cũng là một trong những cái điều rất ảnh hưởng đến nguồn nước. Vâng, như vậy chúng ta sẽ phải cung cấp thêm nhiều nước nữa, cần nhiều nước nữa để phục vụ đời sống cho người dân. Vâng, tài nguyên nước trên thế giới đang suy giảm cả về chất và lượng. Nhiều chuyên gia cho rằng tác nhân chính gây ra hiện tượng này là con người. Ông có đồng tình với cái nhận định trên hay không? Tôi hoàn toàn đồng tình với cái nhận định này. Vì con người là cái tác nhân dẫn đến suy thoái nguồn nước cả về số lượng và chất lượng. Việc sử dụng quá mức, không hiệu quả, quản lý yếu kém, đặc biệt là vấn đề gây ô nhiễm, đó là những cái vấn nạn mà hiện nay ở các nước đang phát triển đang làm mất dần đi cái nguồn nước cho chính chúng ta. Thì không thể nói rằng là thiên nhiên có những biến động, nhưng mà cái biến động ấy là nó theo chu kỳ và nó tuần hoàn, nó không có những cái biến đổi lớn, mà chính con người mới làm biến đổi cái nguồn nước của thiên nhiên. Việc bảo đảm nguồn nước luôn là một vấn đề ưu tiên có tính chiến lược trong chính sách của tất cả các nước. Hiện nay là rất nhiều hội nghị ở các cái khu vực và trên thế giới là nhấn mạnh đến câu chuyện này. Và chính vì cái câu chuyện về con người, cái tác động của con người là cái tác nhân chính mà gây nên cái câu chuyện khan hiếm và suy thoái nguồn nước. Do đó mà những cái biện pháp đưa ra cho cái ở các cộng đồng quốc tế hiện nay nó càng ngày càng nhiều. Người ta thấy được cái vai trò của con người trong vấn đề làm suy giảm và cạn kiệt nguồn nước. Vâng, chúng ta cũng nói về vấn đề cạn kiệt nguồn nước thì theo ông liệu cái vấn đề gây con người gây ô nhiễm trong nguồn nước nó đóng vai trò ra sao trong cái tác nhân gây suy giảm cạn kiệt nguồn nước? Một trong hai cái yếu tố mà gây nên sự suy giảm và cạn kiệt nguồn nước đó là vấn đề sử dụng nước. Chúng ta sử dụng quá mức thì cũng gây nên vấn đề cạn kiệt, tại vì nguồn nước đến thì nó cũng có hạn. Thứ hai là bản thân nguồn nước khi mà đã bị ô nhiễm thì không sử dụng được. Như thế chúng ta đã đánh mất đi cái chính cái nguồn tài nguyên ấy. Thì đấy là cái nguyên nhân gây ô nhiễm hiện nay được coi là một trong những tác nhân rất lớn. Sau cái tác nhân sử dụng quá mức thì gây ô nhiễm. Nhiều khi ở rất nhiều, chúng ta rất thấy rất nhiều sông suối đúng không? Hiện nay rất nhiều sông suối không còn sử dụng được. Như thế là nguồn tài nguyên rõ ràng là bị cái tác nhân ô nhiễm nó tác động rất là lớn đến cái vấn đề tại nguồn nước của con người. Vâng, chúng ta cũng có thể không cần nói đâu xa, đó là sông, ngay gần chúng ta đây là sông Kim Ngưu. Sông Kim Ngưu. Chúng ta cũng không thể sử dụng được cái nguồn nước từ đấy. Sông đáy hiện nay đang trong tình trạng rất căng thẳng. Ông có thể cho biết được là quá trình biến đổi khí hậu có những cái tác động ra sao đến tài nguyên nước trên thế giới? Biến đổi khí hậu là nó làm cho vấn đề cái những hiện tượng cực đoan của thời tiết xảy ra của thiên tai thiên nhiên nhiều hơn. Thì chính cái nguồn tài nguyên nước ấy, là nguồn tài nguyên phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề thời tiết khí hậu ấy, thì nó sẽ là cái nguồn tài nguyên mà chịu tác động lớn nhất do cái biến đổi khí hậu ở hai cái mặt. Một là theo các cái kịch bản và tính toán của các nhà khoa học ấy, thì là biến đổi khí hậu nó sẽ làm tăng rất lớn cái lượng nước vào cái mùa mưa, và nhưng mà ngược lại thì vào mùa khô thì nó lại giảm, làm giảm cái lượng nước mưa của mùa khô đi. Như thế nó sẽ gây nên cái tác động gì? Tức là nó gây nên những vào mùa lũ nó sẽ gây nên cái thiên tai. Cái thiên tai nó sẽ tăng cái mức độ đột biến, tăng mức độ cái mức độ của thiên tai nó sẽ tăng lên. Nhưng đồng thời hạn hán trong mùa khô thì nó lại xảy ra lớn hơn. Tức là cái gọi là cái sự phân bổ cái nguồn nước giữa mùa khô và mùa mưa nó lại càng chênh lệch càng lớn, thì cái điều này gây rất bất lợi cho cuộc sống của con người cũng như là vấn đề sản xuất. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy rằng biến đổi khí hậu đang có những cái tác động gián tiếp bằng cách là các hiện tượng cực đoan gây ra suy giảm nguồn tài nguyên nước trên thế giới cũng như là tại nhiều quốc gia. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giống như các cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu thì để bảo vệ nguồn tài nguyên nước thì loài người cũng cần có một sự hợp tác sâu rộng với quy mô toàn cầu. Năm 2013 đã được Liên Hợp Quốc lựa chọn là năm quốc tế về hợp tác nguồn nước, hứa hẹn những sáng kiến hợp tác thành công giữa các quốc gia trong việc bảo vệ nguồn nước mang tầm vóc toàn cầu. Mục tiêu của năm quốc tế về hợp tác nguồn nước là nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng hợp tác và giải quyết những thách thức trong quản lý nước như sự gia tăng về nhu cầu sử dụng, phân bố và các dịch vụ liên quan đến nước. Theo đó, Ngày Nước Thế giới 22 tháng 3 năm 2013 sẽ tập trung vào các hoạt động hợp tác về nguồn nước trên toàn thế giới thông qua cách tiếp cận đa ngành kết hợp giữa các ngành khoa học tự nhiên và xã hội.
giáo dục, văn hóa và truyền thông, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng hợp tác và giải quyết những thách thức hiện nay trong vấn đề quản lý nguồn nước, vấn đề ô nhiễm, lãng phí, sự gia tăng nhu cầu sử dụng, phân bổ và các dịch vụ liên quan đến nước. Đồng thời, năm 2013 cũng hứa hẹn sẽ là năm bước ngoặt trong việc đưa ra những sáng kiến, hợp tác bảo vệ nguồn nước, xác định các vấn đề giáo dục, tuyên truyền, ngoại giao và quản lý nguồn nước giữa các quốc gia, hợp tác tài chính giữa các quốc gia, dựa trên cơ sở khuôn khổ pháp lý quốc tế, hỗ trợ xây dựng các mục tiêu hướng đến phát triển bền vững tài nguyên nước. Hỗ trợ xây dựng các mục tiêu hướng đến phát triển bền vững tài nguyên nước toàn cầu theo các nội dung tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững Rio Cộng 20 năm 2012. Các hoạt động hưởng ứng năm quốc tế về hợp tác nguồn nước sẽ được tổ chức tại trụ sở UNESCO và các địa điểm khác trên toàn cầu bởi các bên liên quan. Theo đó, các hoạt động này sẽ có vai trò quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy sự liên kết đa ngành, đa cấp, bao gồm giáo dục, văn hóa, khoa học, nhằm phòng ngừa và giải quyết các vấn đề nóng về nguồn nước. Vâng, thưa ông, năm 2013 đã được Liên Hợp Quốc chọn là năm quốc tế về hợp tác nguồn nước. Chủ đề năm nay không chỉ đơn giản là bảo vệ nguồn nước mà nó còn nhấn mạnh cái vai trò của vấn đề hợp tác. Tại sao Liên Hợp Quốc lại quan tâm đến vấn đề hợp tác trong bảo vệ nguồn nước đến như vậy? Chúng ta đều biết là cái nguồn nước là cái nguồn sống rất cơ bản của con người, phát triển và sự tồn vong của một đất nước. Không phải đến bây giờ Liên Hợp Quốc mới quan tâm đến vấn đề hợp tác trong vấn đề bảo vệ nguồn nước. Trên 60, chúng ta biết là trên thế giới hiện nay có 60% các nguồn nước sông hồ thế giới là được chia sẻ bởi hai hình quốc gia. Như thế là cái nguồn nước ấy là phải có sự hợp tác để mà bảo đảm lên cho phát triển thì cần phải có sự hợp tác. Tình trạng khan hiếm nước ngày càng gia tăng thì đi đôi với cái nguy cơ là gì? Là mâu thuẫn, vấn đề tranh chấp nguồn nước ngày càng lớn. 15 năm trước, năm 1997, thì Liên Hợp Quốc đã thông qua một công ước rất quan trọng về vấn đề hợp tác và sử dụng nguồn nước quốc tế. Đó là công ước về luật sử dụng nguồn nước quốc tế cho các mục đích phi giao thông thủy. Công ước này đã được 103 quốc gia ký, trong đó có Việt Nam và các nước ở khu vực Đông Dương, ở khu vực Mekong như là Lào, Thái Lan, Campuchia. Sau hơn 15 năm tranh luận, thì đến cuối tháng 7 năm 2010 thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lại còn đã bỏ phiếu công nhận một cách tiếp cận nước sạch và những điều kiện tổng hợp vệ sinh là một trong những quyền cơ bản của con người. Những cái vấn đề hợp tác đối với các cái lưu vực sông quốc tế hiện nay càng ngày là càng trở thành những cái vấn đề cấp bách trong các vấn đề phát triển bền vững nguồn nước và bảo đảm vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nước, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến phần nào đấy đến vấn đề an ninh xã hội. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là Liên Hợp Quốc chọn năm 2013 là năm hợp tác về nguồn nước nhằm để các quốc gia, đặc biệt là trong các khu vực có cái sự quan tâm đúng mức hơn về vấn đề hợp tác trong việc chia sẻ sử dụng nguồn nước. Chúng ta có thể nhận thấy rằng là việc hợp tác chia sẻ nguồn nước tại rất nhiều nơi đang gặp những cái vấn đề, đang gặp những cái khúc mắc. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại châu Âu, đây được coi là một trong những cái khu vực có sự hợp tác chia sẻ về vấn đề sử dụng nguồn nước rất là hiệu quả. Theo ông thì đâu là những cái nguyên do tạo ra được cái sự chia sẻ hợp tác tốt đến vậy? Trên thực tế thì cũng không hẳn là 100% là họ đã bảo đảm vấn đề chia sẻ tốt nguồn nước. Tuy nhiên ấy, với những cái cách tiếp cận ngày càng tiến bộ, thí dụ như vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước, vấn đề tổ chức ra những tổ chức hợp tác bảo vệ, hợp tác với nhau trong vấn đề sử dụng bảo vệ tài nguyên nước nó tương đối tốt. Thời gian và các quốc gia có cái tình hợp tác nó cũng chặt chẽ, từ đấy là chúng ta thấy được rằng người ta bảo vệ nguồn nước của nó tốt hơn. Và với những cái công nghệ kết hợp cả với những vấn đề công nghệ mới nữa thì nó cũng giúp cho người ta là cho các nước tiên tiến, các nước đang phát triển, họ bảo vệ tốt hơn nguồn nước. Tất nhiên nhưng mà không phải, cũng có những câu chuyện tranh chấp xảy ra ở đối với những một số nước châu Âu. Chúng ta có thời gian chúng ta sẽ bàn thêm vấn đề này. Dạ vâng, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là với cái trình độ phát triển khá là tốt và đặc biệt là mối quan hệ, sự hợp tác trong các vấn đề kinh tế chính trị đã có là nền tảng cho vấn đề hợp tác chia sẻ nguồn nước tại châu Âu đã trở nên là tốt hơn. Vâng, theo ông thì hợp tác trong bảo vệ tài nguyên nước cần hiểu theo những cái phương diện như thế nào? Nguồn nước nói chung và nguồn nước của các sông, các cái nguồn nước quốc tế nói riêng, đấy là những cái nguồn nó là những tài sản chung của tất cả
những các cái người dân và các quốc gia sống ở ven sông. Do đó mà vấn đề nguyên tắc quốc tế về luật của luật nước ấy, quốc tế thì đã đưa ra những nguyên tắc nó xuyên suốt như thế này. Đó là trong vấn đề sử dụng nguồn nước phải sử dụng công bằng, hợp lý và không gây hại. Thì chỉ có trên cơ sở như thế thì mới có thể bảo vệ, các quốc gia mới có thể hợp tác với nhau và giữ gìn tốt hơn các cái nguồn nước sử dụng chung. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trên thế giới đã xuất hiện càng ngày, do cái vấn đề mà khan hiếm nguồn nước, do vấn đề gia tăng cái nhu cầu nước, thì để cho vấn đề sử dụng nước nó không gây nên những cái mâu thuẫn lớn và không gây tranh chấp, thì đã xuất hiện rất nhiều những cái thỏa thuận ở các cái sử dụng các nguồn nước thiên nhiên, cái nguồn nước quý giá này. Hiện nay tại quốc gia châu Âu chẳng hạn, chúng ta có đến 175 hiệp ước trong việc sử dụng nguồn nước chung của các con sông. Châu Phi có đến 12 con sông sử dụng chung với 34 hiệp ước. Ở châu Á thì chúng ta 45 quốc gia đã có 31 hiệp ước được ký kết sử dụng tài nguyên của năm con sông lớn. Trong đó thì chúng ta có cái ủy hội sông Mekong là một trong những cái lưu vực sông lớn mà đã có được những cái hiệp định và có những cái thỏa thuận. Và từ những cái thỏa thuận ấy thì nó dẫn dắt đến là có cái định hướng cho cái hợp tác với nhau, cùng phát triển, cùng có lợi. Vâng, những cái thống kê ông vừa đưa ra cho thấy rằng là thế giới có những cái sự hợp tác nhất định trong vấn đề chia sẻ nguồn nước. Và điều này nó cũng là một cái nhân tố nhằm bảo tồn và chống đi cái sự suy giảm trong việc sử dụng cạn kiệt nguồn nước. Tuy nhiên, nếu chúng ta cũng nhìn lại những cái thống kê khác thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong vòng 50 năm qua có tới 1.000 cuộc xung đột liên quan đến vấn đề chia sẻ nguồn nước đã xảy ra. Là một chuyên gia về tài nguyên nước thì ông nhìn nhận ra sao về cái vấn đề trên? Tôi thì tôi đang nghĩ rằng nếu mà với cái tốc độ phát triển dân số như hiện nay và với cái tốc độ phát triển kinh tế thì rõ ràng cái nguồn tài nguyên nước, còn tài nguyên hữu hạn đấy, nó càng trở nên là một cái thách thức đối với sự phát triển của con người. Vấn đề xung đột về nguồn nước ấy, thì nó ngày càng gia tăng. Tại vì con người không thể sống thiếu nước, nền kinh tế không thể sống thiếu nước, quốc gia không thể tồn vong, nó không thể tồn tại nếu thiếu nước. Nếu các quốc gia không tìm ra được một cơ chế hợp tác hữu hiệu, không tuân thủ những nguyên tắc trong sử dụng nguồn nước, các tài nguyên chung ấy, thì là nó sẽ xảy ra xung đột. Tôi nhớ lại một câu chuyện tương đối gọi là câu chuyện viễn tưởng nhưng mà khôi hài nhưng mà rất thú vị về một cái quốc gia. Tức là trong một cái cuộc họp của nội các thì ông nguyên thủ là mặt mày rất căng thẳng. Tại vì quyết định ở cái cuộc họp ấy là gì? Là ông có bấm cái nút hạt nhân để mà gây chiến tranh với một cái quốc gia khác không? Mà cái nguyên nhân chính của cái câu chuyện ông ấy bấm cái nút hạt nhân là vì một cái quốc gia láng giềng là sử dụng cái nguồn nước nó xâm là sử dụng quá cái nguồn nước của họ mà họ gây tác động đến cái nguồn nước hạ lưu. Tất nhiên đây là một câu chuyện viễn tưởng, nhưng tuy nhiên để thấy được cái mức độ ngày càng trầm trọng cho vấn đề tài nguyên nước. Tài nguyên chúng ta thấy, ví dụ tài nguyên khoáng sản, những tài nguyên về hóa thạch thì tuy là nó rất quan trọng nhưng mà nó sẽ ngày càng khan hiếm và nó ngày càng hết đi. Thì nhưng mà những cái tài nguyên ấy nó tác động ở mức độ nào đấy, nó không trực tiếp đến cái cuộc sống của con người như tài nguyên nước. Đó là tài nguyên nước là một cái nguồn tài nguyên mà con người không thể sống thiếu nước, không thể sống thiếu không khí, có thể sống thiếu các nguồn tài nguyên khác ở mức độ nhất định. Do đó mà nếu chúng ta không tìm ra cái biện pháp hữu hiệu thì các cuộc xung đột đấy sẽ không những dừng lại ở con số 1.000 mà nó sẽ còn gia tăng. Và hiện nay thế giới cũng đã chứng thấy được cái điều đó. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là vấn đề xung đột xung quanh nguồn nước nó đã trở thành không phải một vấn đề gì đó xa lạ. Chúng ta có thể nhìn lại đó là những cái thực tiễn diễn ra tại châu Phi. Nhiều quốc gia châu Phi đã có những cái xung đột dẫn tới xung đột vũ trang chỉ vì vấn đề là cái nguồn chia sẻ nguồn tài nguyên nước này không được chia sẻ một cách hợp lý. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vấn đề hợp tác bảo vệ nguồn nước trong khu vực Đông Nam Á hay cụ thể hơn là trên dòng Mekong luôn là một vấn đề nóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Mekong là một trong 10 con sông lớn nhất thế giới với tổng chiều dài khoảng 4.800 km, bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy qua các quốc gia như Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Cùng các chi lưu của nó, dòng Mekong đã tạo ra một lưu vực rộng lớn có diện tích khoảng 810.000 km2 với hệ sinh thái đất ngập nước vô cùng phong phú và đa dạng. Sông Mekong không chỉ đơn giản là nguồn nước lớn, mà đây còn là nguồn sống của hơn 60 triệu dân tại quốc gia vùng hạ lưu.
Chính bởi tính chất quan trọng này, nên việc khai thác bền vững các nguồn lợi từ Mekong rất được các quốc gia vùng hạ lưu Mekong chú trọng. Nhận thức được vấn đề này, các quốc gia nằm trong lưu vực đã cụ thể hóa bằng sự ra đời của Ủy hội sông Mekong quốc tế và Hiệp định Mekong năm 1995. Sự ra đời của Ủy hội sông Mekong quốc tế đã giúp các nước trong khu vực có một sự liên kết chặt chẽ hơn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc hợp tác nhằm chia sẻ và bảo vệ nguồn nước từ dòng Mekong. Tuy nhiên, có một thực tế là cho đến ngày hôm nay, Ủy hội vẫn chưa bao gồm tất cả các nước trong lưu vực. Trong khi đó, Trung Quốc và Myanmar, với tư cách là hai nước thượng nguồn, lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cùng quản lý dòng sông theo tinh thần của Hiệp định năm 1995, lại không phải là thành viên của Ủy hội. Điều này đang khiến cho việc hợp tác chia sẻ và quản lý nguồn nước gặp khá nhiều khó khăn. Đã có những khuyến nghị được đưa ra, yêu cầu các nước cần tham gia đầy đủ vào các tổ chức và dàn xếp lưu vực trong quá trình quản lý các vấn đề chung của sông Mekong. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu được ủy thác nhiều quyền lực hơn nữa từ các quốc gia có chủ quyền, ủy hội sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc điều hòa các lợi ích đa dạng của các nước trong lưu vực thông qua việc xây dựng các chiến lược và chương trình hướng tới sự công bằng và bền vững. Ngoài ra, do vấn đề an ninh nguồn nước liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau như an ninh, môi trường, biến đổi khí hậu, bệnh dịch, nên đòi hỏi phải có một giải pháp tổng thể, liên thông giữa các nước cũng như các bộ, ngành, địa phương tại mỗi quốc gia. Sau nhiều năm triển khai, việc hợp tác giữa các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong đã cần bước lên một tầm cao mới. Vâng, thưa tiến sĩ Đào Trọng Tứ, đã có nhiều nhận định về vấn đề hợp tác trong vấn đề chia sẻ nguồn nước trên dòng Mekong. Đã có ý kiến nêu ra rằng là vì lợi ích riêng, khó hợp tác, đó được coi là một trong những thách thức của việc hợp tác bảo vệ nguồn nước, đặc biệt là những quốc gia thượng nguồn. Ông nhận định ra về cái nhận xét trên. Như tôi đã đầu trên, cái nguyên tắc hợp tác chia sẻ nguồn nước sông quốc tế đã được luật pháp quốc tế xác lập và được công nhận. Đó là gì? Đó là vấn đề sử dụng nguồn nước phải công bằng, hợp lý và không gây hại. Dù cái quốc gia, cái nguyên tắc được áp dụng cho các quốc gia dù ở thượng nguồn hay hạ nguồn. Tất nhiên, cái sự thiệt thòi và cái chịu áp lực hơn, đấy là những quốc gia ở hạ nguồn. Đặt lợi ích riêng mà không nhìn nhận đến tính thống nhất của nguồn nước, cái quan trọng là chỗ đó, sẽ rất khó hợp tác. Và đồng thời người ta nói là, tức là cái thiện chí trong cái hợp tác, cái vấn đề thiện chí trong vấn đề chia sẻ, và nắm bắt và phải gọi chúng ta có thể gọi là phải có cái sự hợp tác mà cùng có lợi thì mới có thể không dẫn đến cái vấn đề mâu thuẫn. Tôi chưa nói là nó nặng hơn, tức là tiến đến những câu chuyện nó có thể gây nên tranh chấp. Vâng, vậy ông có đánh giá ra sao về việc hợp tác trong vấn đề bảo vệ nguồn nước trên dòng Mekong trong cái thời gian vừa qua? Phải nói rằng là hợp tác Mekong giữa bốn quốc gia hạ lưu vực là Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam đã hình thành từ năm 1957, tức là hiện nay nó đã có lịch sử trên 55 năm rồi. Qua trong 55 ấy thì là bốn cái quốc gia hạ lưu vực là đã hợp tác với nhau, đã bảo vệ cùng với nhau, đưa ra rất nhiều chương trình nghiên cứu và vấn đề cùng với nhau để tìm ra cái con đường phát triển. Thì đến hiện nay cái sông Mekong được giữ gìn đến hiện nay cũng là nhờ một cái phần rất lớn ở cái vấn đề cái sự hợp tác của bốn quốc gia ấy. Và bốn quốc gia ấy là trong các cái quá trình phát triển ấy thì chúng ta thấy rằng hiện nay ấy, thì cái áp lực phát triển nó ngày càng lớn lên. Các quốc gia thượng lưu cũng cần nhiều nước hơn. Rồi vấn đề kinh tế nó cũng đòi hỏi là cần nhiều sử dụng nhiều cái nguồn năng lượng, trong đó năng lượng tài nguyên nước thì được coi là một trong những cái năng lượng tương đối quan trọng đối với một số nước. Do đó là vấn đề phát triển cái nguồn nước ở thượng nguồn cho những cái mục đích, thí dụ mục đích lớn, thí dụ như vấn đề là thủy điện, rồi mục đích chuyển nước cho vấn đề nông nghiệp, cho các cái phát triển kinh tế khác ấy, thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực rất lớn cho vấn đề hợp tác. Năm 1995 là bốn quốc gia hạ lưu vực trên cái nền tảng của cái ủy ban sông Mekong trước đó đã hình thành nên ủy hội sông Mekong. Và bốn quốc gia đã ký được một cái hiệp định rất là tiến bộ và rất là quan trọng, đó là hiệp định phát triển bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Thì cái hiệp định này nó cũng là một trong những cái được coi là một trong những cái điển hình tốt ở trên thế giới, xây dựng cái khung hợp tác của bốn quốc gia.
Nhưng mà tất nhiên là để mà cái thực thi cái hiệp định này được tốt ấy, thì các quốc gia phải có những cái bàn bạc cụ thể hơn, chi tiết hơn trong từng cái quá trình phát triển. Và trong từng giai đoạn phát triển thì rõ ràng là các quốc gia phải tìm cái con đường hợp tác ngày càng tích cực và nhìn nhận cái lợi ích của nhau và cùng phát triển để tạo nên được một cái sự hợp tác nó phát triển bền vững. Có một cái điều đáng tiếc đối với hợp tác Mekong, tức là sông Mekong thì chảy qua 6 quốc gia, nhưng mà hai quốc gia thượng nguồn đó là Trung Quốc và Myanmar là không tham gia. Hiện nay thì đây hai quốc gia này trong ủy hội sông Mekong là tham gia với tư cách là các bên đối thoại, thành ra cái sự hợp tác nó cũng thiếu cái toàn diện đi. Và từ thiếu toàn diện này, cái sự phát triển nó sẽ tạo nên những cái khó khăn trong quá trình hợp tác. Vâng, ông cũng đã nhắc tới ủy hội sông Mekong. Đây là một trong những tổ chức được coi là có sự hợp tác khá là chặt chẽ giữa các quốc gia tại hạ lưu sông Mekong nhằm bảo vệ nguồn nước của dòng sông này. Vậy ông có đánh giá ra sao về cái hoạt động của ủy hội này trong việc bảo vệ nguồn nước của dòng sông Mekong? Như tôi đã nói là cái hợp tác sông Mekong trong cái thời gian từ năm 1957 và đặc biệt sau năm 1995 thì nó trải qua rất nhiều giai đoạn. Mặc dù trong khu vực nó có rất nhiều biến cố lịch sử, trong đó có cả những cái vấn đề trải qua những cuộc chiến tranh, thì cái hợp tác Mekong này nó vẫn duy trì. Và đặc biệt là nó bảo cho qua cái hợp tác này thì các quốc gia ngồi với nhau và nhìn nhận với nhau, đánh giá với nhau về vấn đề chúng ta giữ gìn cái dòng sông này như thế nào, bảo vệ phát triển cái dòng sông nào vì lợi ích của tất cả quốc gia, từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Thì đấy là một cái yếu tố cực kỳ tích cực cho các quốc gia. Đến hiện nay những vấn đề phát triển các quốc gia khi mà trong hiệp định 95 cũng có những cái ràng buộc về mặt pháp lý nhất định, là khi những cái phát triển lớn ở trên dòng sông ấy buộc phải có cái sự hợp tác tham khảo ý kiến vân vân, thì cái nó theo các cái điều khoản của hiệp định và các cái quy chế ở dưới hiệp định. Thì phải nói rằng là có cái sự hợp tác Mekong, các quốc gia đã bàn bạc tích cực hơn, đã giữ gìn được cái nguồn nước tốt hơn từ cái giai đoạn trước cho đến hiện nay. Vâng, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là vai trò của ủy hội sông Mekong đóng phần rất là quan trọng. Từ đây chúng ta có thể thấy là bốn nước thành viên thuộc hạ lưu có thể điều tiết một cách tốt hơn, chia sẻ cho nhau những cái thông tin cũng như là chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong vấn đề bảo vệ cũng như là phát triển nguồn nước tại dòng Mekong. Theo ông thì cộng đồng quốc tế và chúng ta có thể liên hệ với cả khu vực Đông Nam Á và trường hợp của Việt Nam về sẽ cần có những cái tháo gỡ vướng mắc gì để có thể bảo vệ được nguồn tài nguyên nước một cách tốt hơn trong thời gian tới. Tôi thấy hiện nay là cái tài nguyên nước, vấn đề tài nguyên nước đã được đưa lên chương trình nghị sự của rất nhiều các cái gọi là diễn đàn hợp tác. Và một trong diễn đàn hợp tác rất quan trọng đó là chính là cái diễn đàn hợp tác của các nước ASEAN. Thì để mà các quốc gia có thể cùng với nhau hợp tác tốt hơn, tháo gỡ được những vướng mắc và bảo vệ tốt hơn cái nguồn tài nguyên ấy, thì qua các diễn đàn đa phương ấy, các trong chương trình nghị sự cần phải đưa vào một cái vấn đề, đó là vấn đề sử dụng bảo vệ các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước, thì cần phải đưa cho chương trình nghị sự. Ngoài ra thì có rất nhiều diễn đàn song phương giữa các quốc gia với các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có chia sẻ các dòng sông, thì những cái diễn đàn này cũng cần cái chương trình nghị sự về tài nguyên nước cũng cần phải được đặt ra ở một vị trí thích hợp, thích đáng. Thì tôi thấy là hiện nay qua các cái diễn đàn song phương ấy, và diễn đàn đa phương, thì trong cái chương trình nghị sự phần lớn tôi thấy là cái vấn đề về bảo vệ quản lý tài nguyên nước là đã được đặt ra. Thì tôi hy vọng rằng với những cái cách nhìn nhận tích cực và đúng đắn như thế thì chúng ta sẽ có được những giải pháp để tháo gỡ được cho cái vấn đề, để tránh xảy ra những cái mâu thuẫn lớn trong tương lai về vấn đề sử dụng nguồn nước. Vâng, vậy còn Việt Nam, ông có thể nói đôi điều về vấn đề bảo vệ nguồn nước tại nước ta được không? Việt Nam, như tôi đã nói là một quốc gia chúng ta có đến 830 tỷ mét khối. Thì nhiều người nghĩ rằng con số là lớn, nhưng mà trên thực tế thì nó cũng có những vấn đề thách thức. 83 tỷ chúng ta có 63% là đến từ các quốc gia thượng nguồn. Đó chúng ta chỉ có 37% ở trong,
trong nội tại chúng ta thôi. Như thế là cái nguồn nước của chúng ta là phụ thuộc rất là nặng nề vào các cái nguồn tài nguyên nước của các cái sử dụng nước của các quốc gia thượng lưu. Vấn đề hợp tác với các quốc gia thượng lưu để bảo vệ cái nguồn tài nguyên nước của chúng ta cũng đấy là một vấn đề quan trọng. Thứ hai là đối với các cái dòng sông, các nguồn nước trong nước thì chúng ta hiện nay thì với cái tổ chức quản lý hệ thống tổ chức quản lý nước mới thì tôi cũng hy vọng rằng với cái sự thống nhất quản lý của nhà nước và tích cực, đặc biệt là gần đây nhất là cái luật tài nguyên nước mới ra đời năm 2012 ấy, thì nó sẽ có là những khung pháp lý mà giúp cho cái vấn đề bảo vệ tài nguyên tốt hơn. Tuy nhiên cái yếu tố rất quan trọng không phải là một phần là khung pháp lý, một phần là vấn đề tổ chức, nhưng mà cái yếu tố về con người. Tất cả mọi con từ trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước phải có cái trách nhiệm và nhìn nhận cái vấn đề quản lý tài nguyên nước nó là một cái vấn đề sống còn đối với sự phát triển kinh tế, đối với vấn đề sống còn phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cùng với lại người dân. Chúng ta bảo vệ được cái nguồn tài nguyên vô cùng quý giá này, đấy là một cái cách mà Việt Nam cần phải nhìn nhận. Vấn đề những phát triển vừa rồi khi chúng ta bàn rất nhiều về vấn đề phát triển thủy điện nóng ở trên các cái sông thì đấy là một trong những mặt tôi cho là tất cả mọi người nhìn nhận thấy là nó có tác động tiêu cực. Mặc dù cái sự đánh đổi ấy của chúng ta là đôi khi nó cần thiết, nhưng mà càng ngày chúng ta phải càng nhìn nhận cái câu chuyện là nguồn nước nó là cái nguồn sống chung của tất cả mọi con người, của sự tồn vong của một quốc gia. Do đó vấn đề phát triển cũng cần phải nhìn nhận nó ở một cái cạnh nó hài hòa, nó tổng hợp và nó nhân văn hơn. Vâng, như vậy chúng ta sẽ cần có một cái mục tiêu, một cái đường lối phát triển bền vững như thế, vừa thân thiện với môi trường, vừa giúp cho cuộc sống của con người có một cái điều kiện sống tốt đẹp hơn, đúng không thưa ông? Đúng như thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giống như không khí hay đất thì nước là nhân tố sống còn trong một xã hội loài người sinh sống. Bảo vệ nguồn nước cũng chính là bảo vệ nguồn sống của chúng ta. Để làm tốt điều này thì bên cạnh những giải pháp của từng quốc gia thì chúng ta cũng cần có một sự hợp tác toàn diện. Đến đây thì chương trình Thế giới 7 ngày cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Đào Trọng Tứ đã tới tham dự chương trình. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.